Ông đi giáo nó thấy chưa làm sao thì cũng ông bạn biết ở đây thấy là cũng là bố ông quần áo mà không cho cái mọi mà sơn bạc chạy dùng vậy á nó cãi vậy đi có cậu kiến lửa cắn. Ở đây kiến toàn là nó đùng lên quá trời luôn. Nó đùng đắt lên mà. Ghê không? Ui, sắc nó làm sạch chật chật chật. Cắn cái bỏ bú luôn. Cắn ghê lắm. Ở đây nè, mỗi tháng mà chúng lại khẩm bát trơn á. Gì mà chị Năm ở đâu đó, Năm ở chùa mà. Ở chùa, tôi là nhà ta, là chùa á. Ở chùa Năm á. Ừ, ở chùa chơi á. Cái đầu bữa lại lại thăm ra cái bữa kia lên xuống của xuống như chị chơi mẹ cái gì tôi gọi khỏi này. Ba rồi nha. Mua ổi cốc cho em xã kìa. Cuối mùa hết ngon rồi, mắc nữa. Cuối mùa rồi. Mua chi biết nữa, để đây tao người ta mua đấy. Mua cứ mua gì trên sức tặng đời, có công cốc ẩu. Mua bánh ngon, tủ lên tủ chê luôn rồi. Mua sách lên mông lên. Để xíu pha xong rồi sao? Để giật cái lụng kia đi rồi sao? Qua hai bịch bột luôn ấy. Đổ bánh khọt nữa. Hai cái bếp kia nó đổ bánh khọt. Khọt. Phải khọt. Phải bánh khọt cho nó khọt. Quên, để trứng. Ba cái trứng xong rồi đập ra tô đánh đổ vô. Ở đây ngồi đi làm cho, con biết làm. Rồi ngồi đó. Ngồi đi, ngồi đi. Để em lấy cho. Tôi để con xào luôn, hai đứa con tự làm. Con lấy cái tôi đũa thì để đánh riêng hoài. Giờ bỏ vô thì nó đánh không đều. Để bia cho giòn mà. Dịch đỏ đẹp mà. Dịch mới không?
Cái vỏ nó mỏng lên ta. Để đi chút đánh sao. Quẩy thịt chút đi. Để bỏ thêm bột vô nữa. Mẹ để lên xào cho mẹ ơi. Để con Nhật làm được rồi. Hai heo cháo làm được rồi. Mà nằm nghỉ đi. Quên mua bột kia, bột giòn. Aerobic vậy hả? Bột kia giòn aerobic á. Quên mất rồi. Tôi chạy đi mua mình. Ờ, để mua cho. Dạ. Cái gì anh xã mua cho em mình nha. Bỏ vô luôn. Hơi bị lỏng le. Tại nãy em múc nước nhiều quá. Chắc phải để miếng thêm bột vô nữa. Con không lỏng đâu, vậy được. Sợ nó không đặc. Đặc sống đặc. Bia cho đây miếng thôi, không để gì. Kêu hết luôn. Hết luôn hả? Em biết đâu hết luôn rồi, mua bột về bỏ vô. Ừ, nhiều lắm luôn. Có chừng nó không đặc, bắt cười lắm. Đặc thì bột, bỏ bia thì bỏ lấy thì phải đặc thôi, bột thêm cái bật thôi. Này luôn. Thành lá luôn nha. Bia trứng. Thịt tim gan vậy. Cái tim gan. Rồi tim gan. Xúc nhẫn gan. Xúc nhẫn gan rồi. Bữa tối mở. Ê, đừng không cửa luôn. Chiếm ngay làm sao đây? Mày không tỉ. Tao mới hát cái kia bỏ cái kia. Tao không cái lần đầu gửi sao này bỏ. Cái kia có rửa mà. Sao? Giờ bắt đầu đổ phải không? Đổ chảo này hả? Không, chảo này thấy chảo đổ này dính. Không dính á. Ừ, rồi tắt. Để mình nhớt này ra. Có mỏng mỏng mà ngon hơn. Thằng có khăn xài chứ nói là nó lao tiểu luôn. Lao xong giặt giặt xong lao khăn luôn. Nó có khen cái ăn một luôn. Nó sử dụng. Nó nóng rồi đó. Ừ, ngon thế nhờ. Cái đắp hơi bự đồ. Ừ, hơi bự. Hai nước cốt kìa, nước cốt gì nữa? Cốt cốt đặc hở nấy quá. Để thử thịt đã chưa? Để thử cái này coi. Tôi quên, tự nhiên cái để nhân vô. Để ăn thử thôi, quên. Để thử bột coi. Tự nhiên lỡ rồi. Để thử. Rồi luôn. Rồi. Thấy cũng ok mà. Cái gì mà nó hơi bị khô. Dễ không? Ờ, cái này ngon chốc mắt luôn. Không. Lấy cái mâm không? Mâm cái gì á?
dĩa này để con được 20 cái. 20 cái. Để chồng. Alo. Rồi ăn thử đi, ăn thử đi. Thử cho nó một chữ còn. Ăn thử đi, thử một con khôn. Để ngoài thử. Con nó bỏ đem mẹ ăn thử đi. Mẹ đang nghe điện thoại rồi, thôi mình ăn đi. Thử đi. Em ăn thử đi Nhật, mượn miếng đi. Cái này đổ từng đổ từng ấy thôi, chứ đổ hai người đổ không được đâu, chặt chỗ lắm. Còn kia làm cái bánh khọt thì được. Cũng còn hơi khô nữa, đừng nói. Giờ tới cái khọt luôn không? Lạc hả? Lạc đường hả? Đường sợ nó mặn. Đường nó bị ấy. Đường sao mặn? Nó bị khét lộn. Đường bị khét. Đổ bánh cọt này thấy là nhiều nhanh hơn chứ. Tốn bột hơn bánh xèo. Ừ, tốn bột hơn bánh xèo. Bánh xèo thì tốn nhân nhiều. Thì mẹ thích bánh xèo không? Không có ăn bánh cọt hả? Thôi mà sau đó mình sẽ đợi và bỏ nhân nhá. Để đắp lại chút chút. Để đắp lại chút nhân viên chính rồi mình làm nhân chính. Nó mời em. Anh em. Thôi khô ăn đi. Cái này nó không dính với ấy hả? Nó không dính với nhừng. Sao dính không sao? Chỗ chưa chín hả? Ngon quá. Chóc đã ha. Chóc nhìn ngon kìa. Nghe khô mùi bia. Cái dĩa đó không? Dĩa để đựng đó.
khóc luôn. Ngay đại lên. Nắp lại cho nó chín. Đổ bánh phọt lâu hơn ha, đợi lâu. Cái này cúng để cúng giờ mới lên xuống, giờ mới lên xuống. Dưới trên không đủ chỗ, thiếu ghế, có 6 cái à. Bên nào? Ghế gỗ hả? Đâu ghế anh, ghế gỗ nào? À, ngoài kia hả? Thôi trên này chặt lắm, ăn không thoải mái. Mày làm ngay chỗ cái giữa hai cái này nè. Mày lấy cái này, muốn giật cái tay này. Ngồi đây tao làm cho. Giật liền. Mời mọi người ăn. Mọi người. Nó pha bánh khọt thôi. Này nó sao mà đi. Có đũa nè. Đũa nè. Chưa. Chồng lấy đi. Để chồng lấy đi. Đó đó. Nè, đũa nè, chị hai con hai con. Con rồi. Ông ngoại, bà ngoại, mời cả nhà ăn cơm. Ba mẹ mà. Rồi ăn đi. Rồi. Rau nhiều lắm nè. Lách rồi á. Mẹ rau sống này, mẹ rau cá rồi này kia nè. Nó giang rồi này. Nó lớn. Nhìn cái này giống cái nấm.